Chi tiết các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hà Nam, riêng F2 đã gần 2.000 người. Đồng Nai phát hiện ca dương tính với Covid-19 khi bệnh nhân sắp hết hạn cách ly. Bình Dương, cách ly tập trung 4 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam. Nhóm chuyên gia Trung Quốc được thông báo có người dương tính với Covid-19 di chuyển thế nào ở Nghĩa Lộ. Thế giới ghi nhận 152,1 triệu ca nhiễm, 3,1 triệu ca tử vong do Covid-19. Ấn Độ, các ngôi sao Bollywood làm gì cho quê hương trong cuộc khủng hoảng Covid-19? Thủ tướng Đức vinh danh những người đã góp phần chống đại dịch. Một thành phố Thụy Điển phạt người từ chối tiêm vaccine AstraZeneca. Cam kết không lợi nhuận, nhưng AstraZeneca đã kiếm được 275 triệu đô la từ vaccine Covid-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 sáng ngày 2 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 5, cục y tế dự phòng Bộ Y tế thông tin chi tiết về các ca bệnh liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Hà Nam. Tính đến tối ngày 1 tháng 5, đợt dịch thứ tư tại Việt Nam đã có 16 ca mắc. Cụ thể trong sáng ngày hôm qua, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới tại Hà Nam, bao gồm một là bạn của bệnh nhân 2899, ăn cùng ngày 22 tháng 4. Hai ca là vợ và ông nội, sống cùng nhà với bệnh nhân 2899. Bệnh nhân 2899 là ca nhập cảnh từ Nhật Bản về, phát hiện dương tính sau khi đã rời khu cách ly tập trung. Trong tổng số 16 ca mắc mới trong đợt dịch lần này, tại Hà Nam có 10 ca, Hà Nội 3 ca, Hưng Yên 2 ca và thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Liên quan đến các bệnh nhân này, Cơ quan chức năng đã truy vết được 690 F1, bao gồm Hà Nam 521 người, Hà Nội 73, Hưng Yên 34, Thành phố Hồ Chí Minh 37, Thanh Hóa 9, Ninh Bình 3, Lào Cai 1, Hòa Bình 1, Thái Bình 11. Tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra đã truy vết được 1890 F2 cách ly tại nhà. Trong vài ngày qua, các tổ xét nghiệm đã thực hiện 2452 mẫu xét nghiệm, bao gồm Hà Nam 1926, Hà Nội 73, Hưng Yên 214, Thành phố Hồ Chí Minh 111, Thanh Hóa 9, Ninh Bình 3, Lào Cai 1, Hòa Bình 1, Thái Bình 114. Kết quả có 1.569 mẫu âm tính, 16 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân nêu trên. 867 mẫu đang chờ kết quả. Cục Y tế Dự phòng cho biết thêm, tại tỉnh Hưng Yên lấy mẫu toàn thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, nơi có 2 ca mắc COVID-19. Tại đây, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 1.134 mẫu, Kết quả thu được 785 mẫu âm tính, số mẫu còn lại đang chờ kết quả. Trong lần xét nghiệm lần 3, trước khi hết thời gian cách ly đối với 344 người Việt về từ Nhật Bản, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19. Đó là thông tin được bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 1 tháng 5. Ngày 30 tháng 4, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 3, trước khi hết hạn cách ly đối với toàn bộ số người nói trên, đã cho kết quả âm tính hai lần thì phát hiện một người cho kết quả dương tính. Theo bác sĩ Vũ, vào ngày 18 tháng 4, Đồng Nai tiếp nhận 344 người Việt nhập cảnh từ Nhật Bản, sau đó tổ chức cách ly tại trường Đại học An ninh nhân dân số 2 ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, ngành y tế đã đưa người này vào cách ly điều trị ở bệnh viện phổi Đồng Nai. Đối với 60 người khác, được xác định là F1 của trường hợp trên, tiếp tục đưa đi cách ly tại trường cao đẳng y tế Đồng Nai. Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vào dạng sáng ngày 30 tháng 4 có 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã trốn khỏi khu cách ly. Hiện lực lượng công an đang truy tìm. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, qua điều tra giả soát nhanh, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã xác định được 4 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hà Nam. Trong 4 người này thì có 2 người liên quan đến chuyến bay VG133 chở bệnh nhân 2910 và 2 người liên quan đến khu cách ly cùng với bệnh nhân 2899. Cụ thể, 2 người liên quan đến chuyến bay VG133 chở bệnh nhân số 2910 có một người ở huyện Phú Giáo và một người ở thành phố Thủ Dầu Một. Hiện tại, cả hai người này đang được cách ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và khu cách ly tập trung tại thành phố Thủ Dầu Một. Những người tiếp xúc gần với hai trường hợp này đã được ngành y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú. Về trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 ở khu cách ly tập trung là khách sạn Alicia, thành phố Đà Nẵng, qua giả soát danh sách, ngành y tế tỉnh xác định được hai trường hợp, một ở thị xã Tân Uyên và một ở huyện Phú Giáo. Hiện tại cả hai trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang theo dõi cách ly chặt chẽ tại nhà. Lãnh đạo ngành y tế thị xã Nghĩa lộ tỉnh Yên Bái cho biết, nhóm chuyên gia đến địa bàn lưu trú tại một khách sạn, sau đó di chuyển luôn sang địa phương khác. Chiều ngày 1 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, theo hệ thống giám sát thông tin ca bệnh thông báo, lịch trình di chuyển của 5 chuyên gia Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi, có nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Trong đó có một chuyên gia khi trở về Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước thông tin này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bắc Giang phát đi thông báo đề nghị những người từng đi qua các địa điểm và thời gian mà chuyên gia người Trung Quốc từng đến phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ đến Sở Y tế tỉnh Bắc Giang số điện thoại 0794 105 105, 105 hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang số điện thoại 0915 522 215 và Bộ Y tế 1900 9095. Cụ thể Ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại ngã ba xã Cát Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, từ 0 giờ 5 phút đến 4 giờ 45 phút tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, lúc 18 giờ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại công ty gạch men Vinatop, số 300 trên 110B, thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và buổi trưa ngày 26 tháng 4 tại quán ăn hải sản ngon ở thị xã Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Liên quan đến thông báo này, chiều ngày 1 tháng 5 trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khương, giám đốc trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái đã cung cấp thông tin ban đầu về việc di chuyển nhóm chuyên gia Trung Quốc. Ông Khương cho biết, nhóm chuyên gia Trung Quốc này có 5 người, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung 14 ngày tại thành phố Yên Bái, họ có 3 lần xét nghiệm COVID-19 đều cho kết quả âm tính. Hết thời gian cách ly, nhóm này bắt đầu di chuyển vào thị xã Nghĩa Lộ tiếp xúc với một doanh nghiệp. Tại thị xã, chúng tôi đón họ lúc 0 giờ 5 phút ngày 25 tháng 4 cho nhóm lưu trú tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4 phường Tân An. Quá trình tiếp nhận, chúng tôi cho khai báo y tế, đồng thời đề nghị họ ở lại theo dõi sức khỏe tại nơi đang cư trú thêm 14 ngày nữa, nhưng sáng hôm sau họ đi lên Lai Châu, ông Khương nói. Lãnh đạo ngành y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết, sau khi đến Lai Châu, nhóm chuyên gia Trung Quốc lại di chuyển thẳng về một công ty gạch men có tên là Vinatop tại trụ sở đóng tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi từ đây họ về nước. Theo ông Khương, sau khi họ xuất cảnh, đến hôm ngày 30 tháng 4, cơ quan chức năng địa phương đã bắt đầu nhận được thông tin có một trường hợp trong nhóm này dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Quá trình đến nghĩa lộ, ông Khương nói đoàn không tiếp xúc với ai, còn theo khai báo của người dẫn đoàn, quá trình đi Lai Châu nhóm chỉ dừng lại ăn cơm dọc đường rồi về thẳng Vĩnh Phúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi báo cáo ngay lên ban chỉ đạo phòng chống dịch đồng thời yêu cầu khách sạn nơi nhóm chuyên gia từng lưu trú tạm thời không đón khách, tiến hành cho phun khử khuẩn, truy vết F1 tiếp xúc đưa đi cách ly tập trung tại nông trường Nghĩa Lộ, F2 cho cách ly tại nhà, ông Khương thông tin. Còn ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, ngay khi nhận được thông tin, tỉnh đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với nhóm chuyên gia và đưa đi cách ly tập trung. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 21 giờ 30 ngày 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trên thế giới có tổng cộng 152 triệu 133.661 ca mắc COVID-19 và 3 triệu 196.536 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 129 triệu 439.543 ca. Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 400.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày. Theo đó với 401.993 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 1 tháng 5 Số ca mắc ở quốc gia Nam Á này hiện là 19.164.969 ca. Cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ là 33.104.377 ca. Giới chuyên gia dự báo, làn sóng thứ ba tại Ấn Độ hiện sẽ lên đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Tại thủ đô New Delhi, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn thêm một tuần do số ca mắc mới viêm phổi vụ Hán tăng mạnh. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan ghi nhận ngày có ca tử vong do viêm phổi vụ Hán cao nhất, trong khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu tạm lắng ở Lào và Campuchia. Ngày 1 tháng 5, Thái Lan có thêm 21 ca tử vong, mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.891 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc mới lên tới 67.022 ca, bao gồm 224 ca tử vong. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Lào đang có chiều hướng tạm lắng khi số ca mắc mới duy trì ở mức 2 chữ số trong 5 ngày vừa qua. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 64 ca mắc mới tại 4 trên 18 tỉnh thành trên cả nước, giảm cả về số ca mắc lẫn số tỉnh có số ca mắc. Diễn biến này cho thấy các biện pháp phòng dịch của chính phủ Lào cũng như sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường. Tính tới chiều ngày 1 tháng 5, toàn bộ 18 18 tỉnh thành của Lào vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa cho tới ít nhất là ngày 5 tháng 5. Cho tới nay, Lào có tổng cộng 821 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có tới 773 ca mới phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, cao hơn 20 lần so với số ca bệnh của nước này trong năm 2020. Cùng ngày 1 tháng 5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 388 ca mắc mới viêm phổi Vũ Hán, giảm khoảng 50% so với một ngày trước đó. Như vậy, tính đến sáng ngày 1 tháng 5, Campuchia ghi nhận tổng cộng 13.790 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 5.200 ca đã hồi phục và 96 ca tử vong. 3 ca tử vong công bố vào sáng ngày 1 tháng 5 đều sống ở Phnom Penh. Tại khu vực Mỹ Latin và Caribe, Cuba vừa trải qua tháng dịch bệnh tồi tệ nhất với tổng cộng 30.431 ca mắc trong tháng 4, tăng 4.655 ca so với tháng trước, trong khi số ca tử vong đã tăng gấp 2 lần, lên 219 ca. Tính đến nay, Cuba ghi nhận tổng cộng 106.707 ca nhiễm và 644 ca tử vong. Thủ đô La Habana hiện là tâm dịch COVID-19, với tỷ lệ lây nhiễm là 440,1 trên 100.000 dân, mức cao nhất trên cả nước. Ở Argentina, Tổng thống Alberto Fernandez ngày 30 tháng 4 đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm tại thủ đô Buenos Aires thêm 3 tuần. Theo đó, lệnh giới nghiêm đang được thực hiện từ 20 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, sẽ có hiệu lực đến ngày 21 tháng 5. Tính đến nay, Argentina ghi nhận gần 3 triệu ca nhiễm và hơn 63.000 ca tử vong do COVID-19 và là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh thứ hai tại Nam Mỹ sau Brazil, nước có tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 14,66 triệu ca nhiễm, cao thứ ba trên thế giới và 404.287 ca tử vong. Ở châu Âu, Bồ Đào Nha mở cửa lại biên giới và bước vào giai đoạn cuối nới lỏng phong tỏa từ ngày 1 tháng 5. Theo đó, bên cạnh việc nới lỏng quy định kiểm soát biên giới, Bồ Đào Nha cho phép các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm văn hóa kéo dài thời gian hoạt động, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đám cưới và các sự kiện tập trung đông người cũng sẽ được phép diễn ra, kể cả các sự kiện thể thao. Trong khi đó, lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được dỡ bỏ, thay vào đó là tình hình thiên tai, dịch bệnh và vẫn áp dụng một số biện pháp phòng dịch. Ngày 1 tháng 5, Ấn Độ lại lập một kỷ lục cay đắng, lần đầu tiên ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt đến mức này tính từ đầu đại dịch. Theo Bộ Y tế Ấn Độ thì 401.993 ca nhiễm mới được ghi nhận đã đưa tổng số ca nhiễm ở nước này vượt mốc 19 triệu ca. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 3.523 nên tổng số ca tử vong đã là 211.853 ca. Nhiều chuyên gia cho rằng do việc xét nghiệm còn hạn chế và những ghi nhận không chính xác nên những con số thật có thể còn cao hơn nhiều. Giữa cuộc khủng hoảng tồi tệ này, các ngôi sao Bollywood đã và đang tích cực giúp Ấn Độ chống đỡ. Trong số đó có cả một số ngôi sao từng bị chỉ trích do đã đi du lịch ở Maldives khi tình hình trong nước đang bi thảm. Diễn viên Alia Bhatt đã tạm biến tài khoản Instagram của mình thành đường dây nóng Covid, liên tục đăng các số điện thoại hỗ trợ ở nhiều bang. Những diễn viên ấn cả ở trong và ngoài nước cũng tìm cách hỗ trợ quê hương. Priyanka Chopra, diễn viên nổi tiếng và là Hoa hậu thế giới năm 2000, cùng với chồng của cô là Nick Jonas, đã phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Give India lập quỹ quyên góp. Cô cùng những người ủng hộ đã quyên góp được hơn 200.000 bảng, tương đương với gần 6,4 tỷ đồng chỉ trong một ngày. Priyanka còn gửi tweet đến Tổng thống Mỹ. Trái tim tôi tan vỡ, Ấn Độ đang khủng hoảng vì Covid-19. Tình trạng ở đất nước tôi đang rất nghiêm trọng. Xin hãy chia sẻ vaccine khẩn cấp. Diễn viên giành nhiều giải thưởng Ajay Kumar và vợ là Twinkle Khanna đã quyên góp rất nhiều cho quỹ Anada để cung cấp các bữa ăn miễn phí cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, vợ chồng họ cũng đã quyên góp được 100 máy tạo oxy. Diễn viên danh tiếng Salman Khan thì có tổ chức từ thiện Being Human nên đã mở các xe thức ăn chuyên cung cấp bữa ăn miễn phí cho các cảnh sát và những người hoạt động ở tuyến đầu tại Mumbai. Diễn viên tài năng Sonu Shud năng nổ hoạt động không khác gì một nhân viên y tế, khi liên tục vận chuyển bệnh nhân, cung cấp thuốc men, huyết thanh, đồng thời khuyến khích mọi người đi tiêm vaccine. Một số người đã đăng đơn thuốc của người thân trong gia đình lên mạng xã hội với mong muốn Chonusut sẽ giúp đỡ. Và sút đã gửi thuốc tới cho họ, khiến cư dân mạng rất cảm kích. Anh cũng viết trên Twitter để kêu gọi các tình nguyện viên hỗ trợ. Tôi đang cố gắng để tới được với tất cả mọi người, tất cả mọi người. Chúng tôi đang cần thêm người giúp đỡ. Hãy cố gắng hết sức trong khả năng của bạn. Những diễn viên Bollywood khác như Jacqueline Fernandez, Chanel Chetty, Katrina Kaff, Ayushman Kurana cũng đang chuẩn bị và thực hiện nhiều hoạt động để hỗ trợ đất nước của mình. Ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Đức vinh danh những người đã góp phần chống dịch COVID-19. Bà nói, đại dịch đã một lần nữa cho thấy rõ tầm quan trọng công việc của mỗi cá nhân để có thể duy trì hoạt động về tổng thể như thường lệ. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, chính những người làm các công việc không thiên về bề nổi, như các nhân viên siêu thị hay những người lái xe tải, đã giúp duy trì nguồn cung thường ngày, qua đó bảo đảm sự vận hành của đất nước. Nhà lãnh đạo Đức cũng gửi lời cảm ơn các nhân viên văn phòng, những người trong suốt nhiều tháng đại dịch, hầu hết phải làm việc ở nhà, và việc này đã góp phần vào giảm sự lây lan của virus. Với những người vẫn phải đến văn phòng làm việc, Thủ tướng Merkel kêu gọi những người chủ thực hiện xét nghiệm thường xuyên cho họ nhằm bảo đảm sự an toàn, giúp phát hiện sớm người bị nhiễm bệnh, để giảm nguy cơ lây lan cho người khác. Liên quan đến việc này, Thủ tướng Merkel cũng bày tỏ tin tưởng cuộc chiến chống Covid-19 sẽ ngày càng được đẩy mạnh và chậm nhất từ tháng 6, mọi người đều có thể đặt lịch hẹn tiêm chủng cho bản thân. Tại Thụy Điển, nhiều người đã không đến cuộc hẹn, những người khác thì đòi trích vaccine khác ngoài AstraZeneca, nếu không được thì bỏ về. Các trường hợp như vậy xảy ra ngày càng nhiều tại các trung tâm tiêm chủng ngừa viêm phổi Vũ Hán. Đến mức mà tại thành phố Karma, chính quyền địa phương đã quyết định sẽ phạt những ai từ chối chích ngừa với vaccine AstraZeneca. Phóng viên Friedrich Faust của AFI cho biết, Stefan Lagerstrom rất bất bình. Người đàn ông độ 60 tuổi này đã kiện lên nhà trung gian hòa giải của thành phố Canma vì chính quyền thành phố này sẽ gửi giấy phạt 20 euro cho ông và giấy phạt 20 euro khác cho vợ của ông. Lý do, ông đã đến cuộc hẹn để được trích ngừa COVID-19, nhưng đã bỏ về khi nhìn thấy nhãn hiệu của vaccine mà bác sĩ chuẩn bị tiêm cho ông. Nhưng đối với cặp vợ chồng này, buộc một người phải tiêu thụ một sản phẩm mà chỉ được biết vào giờ chót là bất hợp pháp. Vụ việc này có vẻ hơi đặc biệt, nhưng nó phản ánh thái độ nghi ngại của người dân Thụy Điển đối với loại vaccine mà cho tới nay các phản ứng phụ rất hiếm, chỉ được ghi nhận ở 4 trường hợp, bao gồm 4 người phụ nữ, trong đó 2 người đã chết. Ban đầu, AstraZeneca chỉ được tiêm cho những người dưới 65 tuổi trước khi được cho phép sử dụng trở lại cho những người trên 65 tuổi. Để hạn chế việc lãng phí các liều vaccine, chính quyền thành phố Kanma đã quyết định phạt những người cứng đầu, nhưng không chắc là biện pháp này đủ để ngăn chặn. Với 68 triệu liều vaccine đã bán, AstraZeneca thu về 275 triệu đô la trong 3 tháng đầu năm 2021. Liên doanh dược Thụy Điển Anh trước đó cam kết không kiếm lợi nhuận từ việc bán vaccine trong suốt dịch COVID-19. Trong báo cáo doanh thu công bố vào ngày 30 tháng 4, AstraZeneca cho biết tiền kiếm được từ việc bán vaccine COVID-19 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu quý 1 năm 2021. Với doanh thu 275 triệu đô la cho 68 triệu liều, trung bình mỗi liều vaccine AstraZeneca có giá khoảng 4 đô la, khoảng 93.000 đồng. Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của AstraZeneca với 224 triệu đô la. Doanh thu vaccine tại các thị trường mới nổi đạt 43 triệu đô la và 8 triệu đô la ở các nước còn lại. Tổng doanh thu của hãng trong 3 tháng qua là 7,32 tỷ đô la, chủ yếu nhờ các loại thuốc điều trị ung thư mới, theo hãng tin Reuters. Một phát ngôn viên của AstraZeneca khẳng định hãng đang tiến gần tới việc cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng kể từ tháng 4. Vị này cũng cam kết sẽ tiếp tục bán vaccine không vì mục đích lợi nhuận trong suốt đại dịch. Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot, đã nhắc lại lời hứa này trong một cuộc họp với cổ đông vào ngày 30 tháng 4. Theo ông Soriot, AstraZeneca sẽ duy trì cam kết không vì lợi nhuận đến hết năm 2022. Sau thời gian trên, hãng có thể sẽ điều chỉnh giá bán riêng cho các nước thu nhập thấp và trung bình, các khu vực khó khăn trên thế giới. Để tạo ra vaccine COVID-19, AstraZeneca đã làm việc với nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford của Anh. Đây là một trong những vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới với ưu thế giá rẻ và dễ vận chuyển. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca từng được gọi là vaccine của thế giới, chiếm số lượng lớn trong cơ chế chia sẻ vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới. Các nhà quan sát dự đoán, doanh thu của những công ty dược, đặc biệt là những hãng có vaccine COVID-19 như AstraZeneca, sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giới phân tích dự đoán, Pfizer sẽ thu về ít nhất 18 tỷ đô la chỉ nhờ vaccine COVID-19 trong năm nay. Moderna một hãng khác có vaccine COVID-19, cũng tự tin dự báo sẽ kiếm được ít nhất 18,5 tỷ đô la trong năm 2021. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 sáng ngày 2 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.